Trong khi, tờ Thời báo New York cho biết phương Tây đang thảo luận hay kỳ vọng về một cuộc phản công thành công của Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra dự đoán về thời lượng của cuộc phản công của Ukraine vốn được bắt đầu từ vài ngày trước. Trong số ra mới đây, Thời báo New York dẫn lời các quan chức Mỹ và Liên minh châu Âu, EU, cho rằng phương Tây coi cuộc phản công của Ukraine là một thành công nếu Kiev chiếm lại và giữ vững các khu vực quan trọng đã rơi vào tay Moscow hoặc các lực lượng Ukraine giáng một đòn làm suy yếu các lực lượng Nga, buộc Điện Kremlin phải đặt câu hỏi về tương lai của các lựa chọn quân sự của họ ở Ukraine. Theo tờ báo, kết quả của cuộc phản công có thể sẽ tác động đến sự hỗ trợ quân sự của phương Tây đối với Ukraine, cũng như các cuộc thảo luận về đảm bảo an ninh cho nước này trong tương lai. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và EU cũng thừa nhận rằng, việc đẩy toàn bộ lực lượng của Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine đã bị sáp nhập vào Nga là rất khó có thể xảy ra. Trước đó, trang tin Politico đưa tin rằng Nhà Trắng đang lo lắng theo dõi tiến độ của cuộc phản công của Ukraine, vì các quan chức Mỹ tin rằng danh tiếng của Tổng thống Joe Biden phụ thuộc vào kết quả của cuộc phản công do Ukraine thực hiện. Nhiều nguồn tin trước đây đã nói về cuộc phản công lớn trong mùa xuân của Ukraine, sau khi được phương Tây cung cấp hàng loạt vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu chủ lực, xe thiết giáp và nhiều loại tên lửa, nhưng hoạt động này nhiều lần bị trì hoãn. Vào hôm 10 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối cùng đã xác nhận rằng các hành động phản công của Ukraine đang được tiến hành. Điều này xảy ra sau một tuần, quân đội Kiev tăng cường tấn công vào các vị trí kiên cố của Nga trên khắp chiến tuyến với sự tham gia của xe tăng, chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất và xe chiến đấu Bradley do Mỹ cung cấp. Ngày 9 tháng 6, một số đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một xe tăng Leopard 2A6 và nhiều xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất bị hư hại trong chiến dịch phản công của Ukraine tại vùng Zaporizhia. Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn liên bang Nga TASS cho biết phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 12 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng cuộc phản công của Ukraine sẽ kéo dài trong vài tuần hoặc vài tháng và Paris hy vọng rằng điều đó sẽ giúp tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Ông Macron cho biết cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu từ vài ngày trước. Nó đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Theo ông Macron, phương Tây đã cố gắng hết sức để giúp cuộc phản công diễn ra trong khuôn khổ vạch ra từ khi cuộc xung đột bắt đầu là trừng phạt Nga và giúp Ukraine giành lại lãnh thổ, nhưng không bao giờ tấn công Nga và tránh mọi hình thức leo thang căng thẳng. Ông Macron cũng nhắc lại cam kết hỗ trợ lâu dài cho Kiev và bày tỏ hy vọng rằng các hoạt động tấn công của quân đội Ukraine sẽ thành công, vì việc chuyển sang giai đoạn đàm phán trong điều kiện thuận lợi sẽ phụ thuộc vào điều đó. Về phần mình, ông Zelensky hôm 12 tháng 6 cho biết rằng cuộc phản công được chờ đợi từ lâu chống lại lực lượng Nga là khó khăn, nhưng Kiev đang tiến lên phía trước và điều này là rất quan trọng. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Gunnar Malia thông tin trên Telegram rằng 7 khu định cư đã được giải phóng và diện tích lãnh thổ mà phía Ukraine giành lại quyền kiểm soát lên tới 90 km2. Nga hẳn chưa có bình luận gì về bước tiến trên chiến trường mà phía Ukraine thông báo. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.